Tại vì chạy dữ vậy. Mà sao nó có sao nó xuống được? Cắt rồi, cắt rồi. Ủa cái bãi này phải bãi hôm qua đâu? Chỗ hôm qua nó êm lắm mà. Đằng kia hả? Ở bên kia đi, cạn hơn, để sâu quá. Đi bên kia đi. Đẩy cô lên bờ luôn hả? Cũng vậy hả?